sigo viendo aquel momento se động tác gì tiếp theo ạ? À, cả trường ơi,
đầu đáp gì nhá. Xem trên này có thầy nào làm sai không ạ? Dạ. Đồng đáp chào nhá. Chuẩn bị hô thật to này. 2, 3. Chúng ta nhìn người có đẹp không? Nếu đẹp cho một chào vỗ tay. Chào rồi xong đến đồng. Chào rồi có để nguyên như thế này mãi không? Phải làm gì nhờ? 2, 3. À thôi. Động tác gì nhỉ? Quay trái này, rồi lại quay phải này. Hồ quá chuẩn luôn. Bên trái, xong dừng lại xong mới quay. Các thầy làm đúng chưa? À đúng rồi thì cho một tràng vỗ tay nữa. Rồi tiếp tục đến bên gì thì tiếp tục một động tác khó hơn này. Đúng chưa? Cho một tràng vỗ tay. À trên này thấy Linh nhìn thấy bạn nào làm sai thì sẽ mời lên đây nhá, cho đúng đi tập lại luôn nhá. Tiếp tục này là 3 2 3. Rồi sau đây chúng ta sẽ đến quay gác lớn. 2 3. Đúng rồi bên trái quay. Đây sẽ là đi kiểm tra. Đang nguyên 3 năm. Rất nhiều bạn chào tay trái là sao? Chúng... cả các buổi rèn luyện tập thể, những bạn nào thái độ không nghiêm túc, ghi lại sau đó mời ở lại khi kết thúc chương trình để rèn luyện. Phải đánh giá nghị lực của các bạn một trong 3 gốc rễ mà các bạn cần phải rèn luyện sẽ được đánh giá trong toàn bộ mọi hoạt động, từ việc đi ăn, việc được hay ăn, việc xếp hàng, việc giữ sạch đẹp ở trong lớp, việc rèn luyện. Và đặc biệt tuần lễ West Point này là một trong những tiêu chí để được đánh giá vào trong kết quả rèn luyện nghị lực của học kỳ 1. Điều thứ hai, sắp tới chúng ta sẽ có 3 đợt rèn luyện gọi là Tết trưởng thành. Có 2 đợt leo núi và dự kiến năm nay rút xuống còn 1 đợt. Không có đăng ký tự do, chỉ những bạn rèn luyện nghiêm túc, có thái độ kỷ luật sẽ được lựa chọn vào trong đội hình leo núi 10 km lên và 10 km xuống vào năm nay. Đây là đợt rèn luyện chỉ dành cho những người có ý thức kỷ luật, có nghị lực cao. Hay nói cách khác, đây là đợt rèn luyện dành cho những chiến binh, không phải là đợt rèn luyện dành cho tất cả mọi người, không phải là đợt rèn luyện dành cho những ai đang còn ý thức kém, đang còn lười nhác, đang còn không tự kỷ luật với chính mình. Vì vậy, các bạn cần nỗ lực cố gắng về nền nếp, ý thức, tự kỷ luật để được đánh giá lựa chọn vào trong đội hình chiến binh leo núi trong dịp Tết trưởng thành lần này. Các bạn có sẵn sàng không ạ? Các bạn
Hồ Yết một câu thật to nhá. Các bạn có sẵn sàng không? Thầy hy vọng với 200 chỉ tiêu leo núi đợt này thì các bạn sẽ là một trong những thành viên được đóng góp vào trong đó. Nếu các bạn không được phép tham dự, các bạn chỉ được tham gia một ngày rèn luyện tại trường mà thôi. Đây là điều thứ hai. Điều thứ ba, Tết trưởng thành của chúng ta thì các bạn có biết trưởng thành là trưởng thành những gì bên trong không? Hè trưởng thành có biết là để trưởng thành gì không ạ? Trưởng thành cái gì? Có phải là chúng ta lớn hơn không? Các bạn trưởng thành hơn điều đầu tiên, đó là biết tự chịu trách nhiệm với chính mình. Mình làm sai, mình tự chịu trách nhiệm. Mình sống trong tập thể, mình chịu trách nhiệm, tôn trọng tập thể, chịu trách nhiệm, tôn trọng kỷ luật. Như vậy điều đầu tiên trưởng thành là các bạn đã biết tự chịu trách nhiệm trước những gì phát sinh từ mình. Điều thứ hai trong trưởng thành là các bạn phải biết yêu thương và tôn trọng sự sống, không phá hoại, không xả rác, không bẻ cây ngắt cành. Điều thứ ba trưởng thành đó là các bạn phải mỗi ngày phát triển thêm về trí tuệ, bắt đầu biết phân biệt điều đúng, phân biệt điều sai để làm theo điều đúng. Và cuối cùng, trưởng thành đó là tâm hồn của các bạn phải tràn đầy tình yêu thương, lòng biết ơn đến những gì mà các bạn đang được đón nhận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiêm nghị một vài lần cuối để lấy một tinh thần rèn luyện cho tuần lễ West Point này. Và tôi tự hào với những gì mà học sinh Tuệ Đức đang được trải nghiệm, đang được rèn luyện và ngày một trưởng thành hơn. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật to cho tất cả các bạn. Bây giờ rất tốt. Thầy Đàn cảm ơn tất cả các bạn. Xong, không cần phải tham gia bất kỳ hoạt động rèn luyện nào cả. Rồi, có nắng, có gió, có lạnh, chúng ta sẽ vượt qua hết. Nói chuyện, giai hoa. Và còn, bước lên phía hàng rồi vào thầy. Thầy Phương cho các bạn lên trên sân khấu. Ngày hôm nay chỉ rèn lấy hàng đang còn chưa thẳng này. Đứng trước, thẳng. Các bạn có 3 giây để chỉnh thẳng hàng của mình. Thầy sẽ dùng cánh tay này chạy. Nghiêng, chúng ta sẽ nghiêng. Cần nghỉ, chúng ta sẽ nghỉ. Cần tập hợp lại để rèn luyện, chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta làm theo tập thể, đó là quy tắc đầu tiên trong việc tôn trọng tập thể. Và lúc rèn luyện tập thể, mọi yếu tố của cá nhân sẽ được gạt bỏ. Có hai bạn bị đi ra ngoài xin uống nước, xin hỏi như vậy là đúng hay sai? Hai bạn xin ra trong giờ rồi. Các bạn trả lời cho thầy nào. Hai bạn xin ra ngoài đi uống nước là đúng hay sai trong giờ rèn luyện? Mạnh dạn trả lời cho thầy Đạt xem nào. Vì sao sai ạ? Vì nguyên tắc
uống nước là cá nhân của các bạn phải thực hiện trước khi vào giờ rèn luyện này. Còn nếu quên, hãy nhịn cơn khát đó. Hãy lấy cái việc khát đó để mà rèn luyện. Bởi vì nếu mà một tập thể gần 200 bạn như thế này, bạn thì chạy xin đi vệ sinh, bạn thì chạy xin uống nước, chúng ta còn là hoạt động tập thể rèn luyện nữa không? Các bạn lưu ý nhé. Rồi bây giờ mời các thầy bên tổ kỹ năng. Thầy Phương xin thông báo.